Dạ rồi, hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, những ngày đầu năm mới thì phải nói là rất nhiều các anh trai phải nói là về đây để tìm vợ. Đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo. Đại một gia đình hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ của mình. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ con xin phép xin chào cô nhé. Cô có thể cô giới thiệu cô tên gì cô? Dạ giới thiệu Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ha. Dạ. Cô nhiêu tuổi rồi cô? Dạ, sinh 1959. Ồ, 59, 60, năm nay 65 tuổi, 66 tuổi ha. Dạ, làm mất 2 tuổi, thành tới 67 tuổi. Ồ, vậy hả? Cô dạ. Nguyên quán ở đâu vậy cô? Nguyên quán ở xã Tân Định, huyện Bắc Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Ồ, dạ. Hôm nay cô đi về đây những cùng những ai đây? Dạ, cùng con là Trần Minh Hải. Con trai hả? Dạ, con trai ruột. Dạ, cháu là cháu nội. Dạ. Dạ, rồi, đây, con cảm ơn cô. Dạ. Dạ, anh em của đoàn anh Nguyễn Thành Hải với AF á. Yeah. Nhờ nhắn tin và tìm dùm dâu Nguyễn Thị Nhãn. Yeah. Bỏ nhà ra đi là ngày 10 tháng 10 2023. Vợ chồng có sâu sát, có vấn đồn nhau. Dâu á, nó giận nó bỏ ra đi. Mà khi nó đi tôi hỏi đi đâu, nó đi mua đồ. Rồi cái nó đi luôn. Rồi mấy lần kia nó có đi nhiều lần rồi, mà nó đi rồi nó về. Mà nó đi lâu quá. Và trong khi nó đi á, nó có dắt hai đứa con nhỏ theo. Nay nó đi một thân một mình. Đi, nay đi là 3 tháng mấy rồi. 3 tháng mấy rồi. Dạ. Nhưng mà tội hai đứa nhỏ, bây giờ một đứa là ngay học không được, một đứa nhớ mẹ khóc. Nó khóc cho nên giờ nó không đi học. Bây giờ á là nhờ anh em của anh Nguyễn Thành Hải á làm ơn nhắn tin giùm coi vợ của Trần Minh Hải này đâu, Nguyễn Thị Nhãn á. Mau mau nó về đi, nó lo con cái nó giùm. Tôi á càng ngày lớn tuổi, bệnh ung thư nữa. Khi nó ở nó cũng biết tôi bệnh rồi. Bây giờ giờ nó đi một thân một mình thì nó sướng, còn chồng thì cứ trong ngóng mà đứa con đi học không lo được. Tôi già bệnh riết mà tôi phải lo bốn đứa cháu, rồi cơm nước quần áo cả vấn đề tiền bạc nữa. Bây giờ cái bệnh tôi đó là chịu đựng hết nổi rồi. Bây giờ nhờ là cái chú AS này cũng là nhắn tin cho dâu tôi Nguyễn Thị Nhãn ở đâu mới mau về lo chồng lo con cho nó đi. Nếu mà còn duyên còn nợ á, thì về lo chồng lo con, hết duyên hết nợ về. Rồi con á, đứa nào á, theo á, cha theo mẹ thì cứ theo, thì cứ lo nhau chứ giờ tôi lo hết nổi rồi. Dạ con cảm ơn cô. Dạ cảm ơn. Rồi xin chào em trai. Dạ. Em trai biết em tên gì? Dạ em tên Trần Minh Hải. Trần Minh Hải à? Hải nhiêu tuổi đây em? Dạ em nay 41. 41 tuổi, mình nói chuyện lớn tiếng được không em? Dạ nay em được 41 à. Em nguyên quán ở đâu? Ở Tân Định, Bắc Nguyên. Tân Định, Bắc Tân Định, Bình Dương ha. Dạ. Hôm nay em đi cùng với mẹ ruột và cùng với con gái hả? Dạ. Em cho anh hỏi là vợ em ấy, họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Thị Nhãn. Nguyễn Thị Nhãn hả? Dạ. Vợ em nguyên quán ở đâu? Ở quán ở Sáng Linh. Huyện nào? Sáng Linh, huyện Phú Giáo. Tỉnh? Tỉnh Bình Dương. Bình Dương ha. Dạ. Rồi hai vợ chồng em mà cưới nhau lâu chưa? Hôm nay cũng 2005. 2005. Mình nói chuyện lớn tiếng được không? Chuyện lớn lên. 2005 anh. Em được mấy người con rồi? Em được 4 người con. 4 người luôn hả? Dạ. Trai hay gái? 3 trai 1 gái. 3 trai 1 gái. 3 trai lớn hả? Dạ. Còn mẹ đây là bé gái nhỏ nhất hả? Dạ. Hiện nay ấy, là vợ em ấy là bỏ nhà đi lâu chưa? Thì này 3 tháng mấy rồi. 3 tháng mấy. Dạ. Vợ em trước đây là đã từng bỏ nhà đi chưa em? Dạ cũng đi hết nhiều lần. Sao vợ mỗi lần ấy sao vợ bỏ đi? Dạ cũng vợ chồng cũng tính nó hờn mát rồi bắt đầu mình nói rồi bắt đầu cãi cãi rồi cũng có xích mích qua xích mích lại rồi nó bỏ đi. Sao vợ em này khác thường mày? Thường thường người ta giận nhau, người ta đứng lại, người ta nói chuyện với nhau mà sao lại cứ giận nhau là bỏ đi. Mà vợ em bỏ đi đâu em biết không? Mỗi lần giận nhau như vậy là vợ em bỏ đi đâu em biết không? Dạ cũng về bên vợ. Và bên vợ hiện nay là vợ em giận nhau lần này là có về bên vợ không? Dạ không. Những lần trước sao em biết là về bên vợ? Dạ tại vì em có qua tìm. Tìm thấy luôn hả? Dạ. Vợ em ở bên đó để làm gì? Dạ cũng đi làm cho ta làm mướn. Mà mỗi lần giận như vậy là đi lâu không em? Đi cũng tháng hay tháng. Đi giận đi một tháng hay tháng? Dạ. Cái lần này đi lâu. Cái lần này là đi 3 tháng. Giận trước là có đem con đi không em? Dạ có. Ôi. Mỗi lần giận như vậy là về mình có tìm hiểu là cụ thể là như thế nào không em? Dạ không. Không hả? Lớn rồi. Ai nói chuyện điện thoại kìa? Ai nói chuyện mà lô kìa? Tắt đi. Em không biết. Em cho anh hỏi này. Vậy là vợ em đi tổng cộng khoảng bao nhiêu lần rồi? 7 lần. Lần này được 7 lần rồi. Bảy lần. Dạ. Có người vợ đi 9 lần.
Lần này lần thứ 10. Còn em là lần này lần thứ 7 hay lần thứ 8? Lần thứ 7. Em đếm được hả? Dạ. Trong 7 lần này là đi trong vòng bao nhiêu năm hay là mới đây nhất? Đi này có lần này hơi lâu. Nhưng mà tổng cộng là đi gần nhau hay là xa nhau? Cũng xa. Cũng xa nhau. Cũng 5 2 3 năm. Nói chung là từ khi sống với nhau đến giờ cũng là lần thứ 7. Dạ. Mình có làm gì sai mà vợ bỏ nhà đi không em? Dạ, cũng chết mất rồi, có hơi mình cũng sai. Mình có đánh vợ không? Dạ, cũng có. Cụ thể vợ có gì làm gì sai không? Dạ, nhiều khi sai mà mình đánh nói cãi cái mình cũng nóng. Mình cũng... Xong những lúc như vậy là hai người có ngồi lại nói chuyện với nhau không em? Dạ, cũng mấy ngày. Nói chuyện nhau là có nhận là cái gì sai, khuyết điểm thay đổi hay là sửa lại không? Dạ, không ạ. Không à, là cứ im im vậy thôi hả? Dạ. Kinh tế gia đình mình ổn không em? Không. Dạ không. Mình có nhà không? Dạ, có. Hiện nay em đang làm công việc gì? Cà mũ cao su. Nhà mình trồng cao su hả? Dạ. Nhiều không em? 3 mẫu. Như vậy là chắc làm như vậy có đủ đúng không hay là phải làm mướn người làm? Biết sao không, bị gì nó cạo của tôi, nó cạo cũng như cạo mướn, nó cạo với hai chồng nó chứ cũng phải của nó. Gọi là của cô, của mẹ chồng à? Dạ. Như vậy là thu nhập gia đình mình ổn không? Kinh tế ổn không? Dạ, cũng ổn. Vợ em đi như vậy nó có đem theo tiền bạc đi không? Dạ không, có đem cái căn cứ không, không có đem gì. Mình ở nhà có thường xuyên những lúc rảnh có nói chuyện hay có tâm sự, trò chuyện với vợ không? Dạ, cũng có. Em có thấy là cái biểu hiện của vợ có gì bình thường hay bất thường không? Dạ không. Tối mình có ngủ chung không? Dạ có. Nhưng lần này là em thấy là mình sai nhiều không mà vợ lại bỏ nhà đi lâu vậy? Dạ, em thấy cũng sai, cũng lúc qua lúc lại rồi, cũng xô qua xô lại rồi cũng... Đánh nhau gì hay gì? Dạ đánh nhau. Em đánh vợ hả? Dạ. Đánh bằng hình thức gì? Bằng tay. Nhiều không? Dạ, cũng hai bằng tay gì. Thế vợ đi luôn ngay lập tức? Dạ. Sao mình không giữ lại? Dạ, lúc đó là em đang làm nên trên này, trên nhà hầu đi mua đồ, cái là đi lung, em cũng không có cản chị. Vợ em dắt hai đứa con đi là trai gái, là trai? Không có dắt đứa nào. Không có dắt. Đi một mình? Dạ. Bốn đứa bỏ lại. Ồ, những lần trước là dắt con? Dạ. Rồi, lần này tao cho mình nuôi cả luôn. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Em trước dắt được hai đứa nhỏ, lần này là đi lung không dắt đứa nào. Đến giờ phút này em đã tìm hiểu bên gia đình bên vợ chưa? Dạ. Là vợ em có bên nó không? Không có. Vợ em trước làm công ty gì, làm ở đâu? Cũng đi cầu mũ này kia. Mà đến giờ phút này không biết ở phương trời nào luôn. Dạ. Mình nói chuyện với vợ là những lúc cãi lộn là em chửi vợ ấy, là mình nói chuyện lớn tiếng hay nói nhỏ giống như thế này? Dạ, em cũng lớn tiếng. Sao bây giờ mình nói nhỏ vậy? Lớn lên. Em âm thanh của em phát ra thường thường có lớn không? Dạ, cũng lớn anh. Sao giờ mình nói chuyện nhỏ hay mình sợ gì mà mình nói nhỏ vậy? Anh nói chuyện đàn ông mà nói chuyện nhỏ là anh không thích. Phụ nữ nói chuyện nhỏ thì ok đó, lắng tai nghe mà. Nhưng mà đàn ông nói chuyện nhỏ là anh nói thật là anh không thích. Hay là anh cái cá tính của anh nó mạnh mẽ thì anh không thích như vậy thì không biết. Đó, hồi như nó gây lộn thì nó lớn tiếng, còn nó bình thường nó nói cũng nhỏ chứ không lớn lùng. Phụ nữ đôi khi mình nói chuyện nhỏ, đàn ông nói chuyện nhỏ quá người ta cũng không thích. Còn vợ nó thì lớn tiếng lắm, vợ nó ổng chảng à. Đó, mà mình đàn ông nói chuyện nhỏ mà. Những lúc đêm ấy ôm nhau thì nói chuyện nhỏ được. Còn bình thường nói chuyện lớn tiếng em. Nhỏ này là không ổn. Vậy đến giờ phút này là em có nghi ngờ vợ lý do tại sao mà bỏ nhà đi lâu vậy không? Em nghi ngờ cái điều gì mà vợ đi lâu vậy không? Vợ đang cư ngụ ở đâu em biết không? Dạ, em không có nghi ngờ gì mà. Không nghi ngờ gì luôn, không biết gì đi đâu luôn. Dạ. Thế vợ em theo em bây giờ vợ em đang ở trong nhà hay là vợ em đang ngoài đường? Theo em. Làm mướn thì nói em dắt. Đang đi làm mướn thì em nó dắt nó đi làm mướn. Em nó dắt làm mướn, nó không cho là liên hệ với thằng này. Là cũng như là cắt đứt với thằng này luôn á, con giao cho thằng này. Có nghĩa là chắc chắn là mình quá sai. Dạ. Phải nói là chắc chắn là cái lỗi lầm sai quá lớn, gia đình vợ hoàn toàn không đồng ý cho em tiếp tục cái mối quan hệ này. Dạ. Và vợ em cũng có thể là nghe theo luôn. Ba mẹ vợ còn không? Dạ còn. Em có sang nói chuyện ba mẹ vợ không? Dạ không. Mấy lần trước có sang nhưng mà cho mấy đứa em nó quýnh. Hình nay nó không dám sang. Tại sao mình không nói chuyện với sang nói chuyện với ba mẹ vợ? Tại vì cũng có mấy lần qua bản mà bản sâu sát em nên là quýnh đó. Mấy lần này em quýnh. Là gia đình bên vợ là nó quýnh đó. À, ra để gọi là trả lại công lại, gọi là lấy lại công bằng ha. Dạ. Thế mình có đánh lại không? Dạ không.
có mình quýnh đâu mà lo. Sao mình không đánh lại? Có mình ta đông cho quýnh đâu. Đông đánh cho mà cái chạy. Chạy cũng không thổi. Không thoát được à? Dạ. Mình lỗ máy xe sẵn rồi. Chưa bước xuống xe là bị là có đâu. Chưa xuống xe là bị đánh bầm dập luôn hả? Dạ. Anh vợ hả? Dạ, anh bà con vợ. Đông vậy hả? Dạ. Bao nhiêu người bu lại đánh? Nhưng mà tính thì trong gia đình đó. Nhưng là bao nhiêu người đông không? Cũng cả chục. Chục rồi. Dạ. Thế là bỏ chạy luôn hả? Chạy đâu không, nằm luôn. Nằm luôn hả? Mới đây hả? Gạch dạ, quýnh rồi đầu rồi nữa. Mới đây chèm mẹp luôn hả? Cũng lâu rồi, mấy năm gì trước rồi. Ồ, vậy là căng đấy. Chính tỏ là gia đình bên vợ hiện nay là không thuận hòa với em. Dạ. Chứ bình thường người ta cũng chịu can thôi. Đúng không? Dạ. Chứ người ta không có. Mấy ngày mấy lần đầu đi thì lúc ba nó còn sống, ba nó có qua năn nỉ nói rồi cũng về. Về là cái tính con nhỏ này nó tự ái lắm, phải nó động là không có được. Ví dụ nó nói gì ta im đi mà ấy là nó tự ái. Làm thì làm giỏi lắm. Đó. Không phải là gì mà có cái tự ái. Con lớn nhất của em hiện nay nhiêu tuổi rồi? 16. Nhỏ nhất. Anh 4 tuổi. Các con em hiện nay còn học không? Dạ còn 2 đứa. Hai bé lớn còn học, hai trai lớn còn học. Trai lớn nghỉ, hai trai giữa học. Nhưng bé này học. Các con em thấy ba mẹ đánh cãi chửi nhau này có buồn không? Có bao giờ nói chuyện gì ba mẹ đừng có gây chuyện không? Lúc đánh nó đi học không có nhà. Ồ. Vậy là hiện nay các con không biết. Dạ. Nó chỉ biết đi thôi chứ nó không biết. Con em hiện nay trong hơn 3 tháng qua là tất cả 4 người con của em. Vợ em có gọi về nhà thăm con không? Dạ không. Mất tâm luôn. Dạ. Điện không. Thoại, Facebook, Zalo hay là tất cả trang mạng khác hiện nay còn liên hệ được không em? Dạ không. Dạ. Thì nó không có bỏ điện thoại lại, nó không có đem điện thoại theo. Trong khi em nó là đi, em nó dắt nó đi, nó không có về nhà cha mẹ ruột. Vợ em trước khi đi này ấy, là đi ban ngày hay ban đêm? Ban ngày. Có đem theo tiền bạc xe pháo đi không em? Dạ không. Đi người không? Đi bộ. Có lấy căn cước theo không? Đi bộ luôn. Chiếc xe gì em? Chiếc xe rim. Xe rim chắc cũ hả? Dạ. Đã là xe rim thì anh nghĩ là xe cũ rồi. Dạ. Đến giờ phút này là em đang nghi ngờ là gia đình vợ đang gọi là nói thẳng là gọi là bao che đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Không muốn cho em tiếp tục cái mối quan hệ này. Dạ. Em đang suy nghĩ điều gì hiện nay của vợ mình? Theo em đang suy nghĩ điều gì? Em mong muốn vợ về không? Dạ, em cũng mong muốn vợ về. Hay là muốn bỏ luôn? Nếu mong muốn vợ anh về lo cho con và 4 đứa thì chú. Thế giờ đi vậy là hai nhỏ nhà giờ cũng học không được. Còn mày nhà cũng khóc biết. Sao trước khi mình hành động sao mình không suy nghĩ điều đó? Không, mà là cũng xem xét nhiều lần rồi cái bỏ qua mà lần này sao nó quyết tâm. Lần này quyết tâm là có thể là có tác động bên ngoài. Để có người hoài đó nói chứ còn theo tôi ở rừng là không có ai qua lại hết. Một thời gian nó đưa con nó đi học đó, thì chắc nó cũng biết là người ta nó mới vậy chứ hồi đó là không có gì hết rồi vợ chồng có lần lộn cái lộn rồi thôi hòa thì nó nuôi con mà mấy lần kia nó đi thì nó nghe nó có dắt hai đứa nhỏ theo lần này nó không biết nó có nghe là ai không quyết tâm gì không biết rồi nó mới đi bỏ hết 4 đứa lại còn lại cho nuôi cả luôn. Dạ. Khỏi cần con luôn thì, chồng thì đưa con đi học thì cứ ngồi cứ trông ngóng vợ mà còn tôi thì bệnh. Vợ em là quê ở đây luôn hả? Dạ, Phú Giáo. Trước em yêu vợ quen lâu không? Bao nhiêu thời gian? Dạ, cũng mau anh. Bao nhiêu thời gian? Chắc cũng tháng mấy hay tháng gì. Ôi giời, hồi tháng mấy thì. Không, hồi đó nhỏ kia thì đường đời nó rành bị nó lớn hơn này 1 tuổi, nó rành hơn. Nó xúi dục này nói chuyện đặng cho tôi bước tới nói. Ồ. Đó, thằng này hồi mới lớn cũng còn khờ lắm. Còn tơ. Dạ. Trai tơ ha. Hồi giờ nó ra đường có cũng nói chuyện ai bị mình để rẫy chú cũng ít chứ có ít tiếp xúc bên ngoài. Dạ ít tiếp xúc mà lời lẽ nó cũng nhưng mà vợ có thể là va chạm dành đời hơn. Dạ vợ nó ở thành phố làm cho người ta đó cũng đành hơn mà có gọi là bị gái dụ đi. Ừ. Mình nói thẳng là bị gái dụ. Dạ rồi nó cũng chịu làm lắm chứ nó không phải như người ta mà có một cái bị nó em cũng nghi ngờ là hiện nay là vợ đi với người đàn ông khác. Không bao giờ người phụ nữ mà bỏ 4 người con một cách bất thường, bí ẩn, dù rằng giận chồng. Yeah. Nó cũng hơi nghi mà không dám nói. Gọi là còn hiện nay mình chưa thấy đúng không? Không bằng chứng gì cả. Theo tôi cũng nghĩ là nó cũng 4 đứa con mà nó cực khổ quá, không lẽ ra đường mà nó bước nữa ha, cũng không biết nó có chịu làm gì không. Tôi thấy nó cũng cực quá, con cũng xong rồi. Nếu mà theo tốt người ta nó tới 7 đứa rồi chú. Ôi trời. Mỗi lần thôi á là nó bỏ, nó móc nó bỏ hết 3 đứa rồi.
Bây giờ nó có bầu nữa là mới sanh tiếp nè. Coi lắm, mỗi lần bỏ đi đấy là về lại có đứa con. Có con là móc chả như ba lần. Ôi nếu giời mà tốt người ta là 7 đứa chứ không phải 4 đứa nữa chứ biết. Sao không mình không kế hoạch? Thì nó uống thuốc đó rồi cái đi đi chờ hỏi chú chứ 7 lần. Mở lần về cái mang cái phá về bển cho. Nhưng mà mang là mang của ai? Cái này. Cái phá. Bà riết giờ còn 4 đứa chứ theo tốt ta tới 7 đứa là nó. Ôi giời, ôi cũng may là 4 đứa đấy. Chứ 7 đứa thì giờ này cháu không có hút. Mẹ chồng tôi cũng phiền đó thôi, bây cũng con đông rồi. Mà con đông thì phải nghèo hơn ta rồi. Vợ chồng ráng nhịn nhục chút đi để mà sống. Đông con là khổ. Dạ. Sau này thì chưa biết nó có báo hiếu mình hay không. Chú giờ nhà cửa không có, đất cá không có, nhà nó sống mà bám như tôi không. Đó. Đó, mà tôi có phiền vợ nó nhiều lần. Nó thôi con ơi, giờ ba mày mới chết. Giờ còn mẹ bệnh ung thư không biết chết sống ngày nào. Nhà cửa sẵn đó, đất đó đi, vợ chồng mà tự nhịn nhục nhau để mà sống đi con. Nó không chịu. Thế sau này mà cô mà mất thì cũng có tài sản này đó, cũng của em trai thôi, của hai đứa này. Đúng không? Nhưng mà giờ tôi cũng đang làm giấy sang tên qua cho tụi nó đó mà chưa xong. Đó là tôi cũng phiền vậy. Rồi nó ra đường đời đó, không biết ai nói gì nó mà họ học là tôi, nó không có cần cái của đó. Đó. Hỏi chứ bây giờ người ta ở miền Tây, tôi lên đây ở nhà trọ, đất cát không có. Còn mình sẵn đây rồi. Cha thì mới mất, mẹ thì bệnh ung thư nay 2015 tới nay, không biết chết sống hồi nào. Thôi ráng nhịn nhục nhau mà sống đi con đông. Nói chung là hiện nay thì mình chưa nói chuyện là ai sai đúng ở trong câu chuyện này. Dạ. Nhưng cô vẫn mong muốn là con dâu quay trở về để cùng tiếp tục hai vợ chồng sống với nhau để nuôi 4 người con. Dạ đúng rồi. Bởi vì hiện nay thì cô sức khỏe rất yếu. Dạ. Ừ. Còn cái chuyện gì xảy ra thì xảy ra rồi cô. Dạ đúng, đúng không? Dạ. Nhưng mà cô không mong muốn là cái chuyện mà ly hôn nên là chia tay nhau, đúng, đúng không? Dạ. Dù sống dù tốt dù đẹp thì bây giờ cũng đã sống với nhau rất nhiều năm rồi. Dạ. Thì nó cũng mong muốn, tôi cũng bệnh mong muốn cho dâu về lo cho 4 đứa con nó đi. Tôi giờ tuổi còn lớn rồi, sức yếu, hư cũng cục, nói cũng không ra hư. Cũng trồng ngóng cho con dâu nó về mà lo con lo cháu. Cô được mấy người con? Dạ năm. À. Năm mấy đứa kia nó cũng đỡ, có thằng này con đông nó nghèo. Dạ. Hơi khổ vậy. Mà từ ngày ba nó mất giờ chú biết kiếm chuyện đủ thứ hết. Bữa hổm cũng có thằng vụ đi Campuchia cũng mượn chú Hải này cũng... rước về giùm mà cũng tốn 100 mấy. Cũng lại Campuchia. Dạ cũng đâu có tiền đâu chứ biết về phải cưa củi điều của đồ bác mà đắp vô để mà chuột nó về mà nay còn mắc nợ 50 triệu. Còn cái thằng này á chú biết là nó đâu có tiền làm mướn á. Rồi tôi cũng đâu có tiền nuôi đâu, tôi phải vay phụ nữ 50 triệu mà nuôi con nó từ hôm mẹ nó đi tới nay. Bây giờ tiền cũng cạn kiệt. Tôi bệnh đau riết, sức lực cũng yếu mà hơi thở thì cũng ngắn ngủi rồi. Thì cũng mong chú là nhờ chú giúp đỡ là kêu gọi cho vợ nó về lo con lo cái nên tôi chứ giờ tôi lo hết nổi rồi. Rồi em trai, em có điều gì em mới chia sẻ tâm sự trên video này, hy vọng là tất cả những lỗi lầm hoặc tất cả những cãi cọ trước đây hay xích mích hai vợ chồng, hy vọng là em nói chuyện ở đây để vợ em xem được hoặc gia đình bên vợ xem được thì mọi người có thể thông cảm bỏ qua cho em lần này, để hy vọng là hai vợ chồng tiếp tục quay trở về sống với nhau để nuôi dạy 4 người con. Em nói chuyện thẳng thắn trên đây. Cứ nói gì cái giờ vợ chồng 4 đứa con rồi, cái gì cái bỏ qua. 4 đứa con giờ cũng bỏ qua đi bây giờ lo con. Lo con chứ giờ bỏ mình. Em nói chuyện ở đây chắc chắn vợ hoặc tất cả gia đình bên vợ em sẽ xem video này. Dạ. Vì vậy nên tất cả những cái gì đó khúc mắc trước đây có thể là hai bên không giải quyết được bằng những ngồi giáp nói chuyện thì đây cũng là cái lời gọi là truyền đạt lại để hy vọng là gia đình bên vợ em hiểu được. Rồi em nói chuyện rõ ràng lên. Giờ cái gì cái giờ vợ con bỏ qua. Vợ con bỏ qua em cũng biết sai. Giờ tôi cũng biết lỗi rồi. Em có gì em xin lỗi bên gia đình bên vợ em đi, xin lỗi vợ em đi. Xin lỗi vợ. Vợ xin lỗi bên gia đình. Vợ. Gì cái bỏ qua. Bỏ qua cho. Mày về lo cho con cái. Nếu còn duyên thằng nợ thì về lo con đi, còn không còn duyên nợ thì về coi con cái sao rồi tính sao. Nói thẳng đi, lên nè. Nói đi. Nói đi. Giờ đi, nó lớn con là cái còn nợ hỏi con riêng nợ thì về tính sao? Tính sao? Chứ để giờ con 4 đứa rồi bỏ riết cũng khổ cho nó. Chứ để riết giờ đứa cũng học được, còn đứa thì giờ cũng không học. Vợ chồng chung sống về lo cho con. Em có mong là chia sẻ cái video này thì vợ em sẽ xem được và vợ em sẽ thông cảm và có thể là bỏ qua tất cả lỗi lầm của em để vợ em quay trở về với em không? Có. Em nhắc lại cho anh nhà vợ có em họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Thị Nhãn. Sinh ngày 5 tháng 4. Anh ở đây thì không ai mong muốn là cái câu chuyện mà
hai người chia tay nhau để gọi là các con không có mẹ hoặc không có cha em ạ. Nhưng nếu thực sự là còn duyên thì hai bên là tiếp tục quay trở về sống với nhau. Còn nếu không còn duyên nữa thì mình phải đành lòng chấp nhận em ạ. Còn nếu mà không còn duyên còn nợ thì về đi, hỏi đó cứ hỏi đàng hoàng có giấy tờ thân thú, nếu mà không còn duyên còn nợ thì về đi, cũng phải nói chuyện với nhau đúng không? Dạ, cũng phải về nói chuyện nhau cho chứ bây giờ là... thì hiện nay thì dạ, chứ hiện nay bây giờ một người đi một người thế này thì cũng rất rất khổ tâm ha. Dạ, khổ tâm mà người đi thì sướng rồi, một người thì công ngóng, còn mẹ thì già bệnh ung thư mà phải nuôi bốn đứa cháu phải khổ sở không. Dạ. Bây giờ về đi, muốn hay không cứ về nói cho rõ ràng đi. Còn duyên còn nợ thì vợ chồng sống chung nhau đó con, còn không còn duyên còn nợ về với con thú cứ thôi làm gì làm, con không biết dắt ở đâu dắt. Ê khổ. Chứ hồi nó đi thì tôi bệnh nó cũng biết, nó bệnh 2015 tới nay nó cũng biết đâu phải không biết đâu. Em còn điều gì em muốn nói chuyện với vợ không? Nói vợ đi, nói vợ cái gì cả, vợ chồng cũng có cái lỗi lầm. Rồi em có tha thứ cho tôi không? Tha thứ thì về lo con đi. Còn không muốn tha thứ thì về đi cho rõ ràng, ba mặt một lời đi nói ra. Muốn cái gì thì nói. Nói đi. Bé gái cho chú hỏi con có nhớ mẹ không? Con nói to lên, con nhớ mẹ, nói to lên. Con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ. Con có mong mẹ về với con không? Dạ có. Nó có. Con có sợ mẹ đi luôn không? Sợ. Sợ không? Mẹ đi lâu chưa con? Đi khi nào rồi? Đi... Mẹ đi lâu chưa? Lâu rồi. Thương mẹ không? Thương hả? Con bảo mẹ ơi về với con, đừng bỏ con đi. Nói đi mẹ về với con. Tội nghiệp quá, bây giờ tội mấy trẻ. Nhờ nó nhớ mẹ nó không đi học. Còn thằng còn ngơ ngơ nữa, thằng càng ngày càng ngơ dữ lắm. Sao kỳ vậy? Nó hình như sao nó đẻ hồi nhờ lớn làm như cái ốc hay sao á, nó lửng nó khờ lắm. Tội hả? Rồi hiện nay thì cô mới lại em trai về đây nhờ anh em xin Bình Dương ghi nhờ đăng tin để tìm mà dạ, tìm vợ. Tìm vợ giùm. Và cô thì tìm con dâu để hy vọng là con dâu xem được con dâu có thể là thông cảm và bỏ qua những cái lỗi lầm của chính con trai của mình. Trong thời gian vừa qua. Trong cuộc sống hôn nhân thì nói thật là không có gia đình nào mà nhà nào mà hoàn thiện hết. Nhưng mà cũng có cái chết mất. Nhưng mà đây thì cái câu chuyện này hiện nay nó cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ trách thì không biết trách ai trong câu chuyện này cả. Hy vọng là em gái xem được video này, em gái suy nghĩ lại để quay trở về cùng với bốn đứa con của mình. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em Hiệp Sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách để giúp em gái này, khuyên em gái này quay trở về cùng với chồng và bốn đứa con của mình. Hôm nay cô và cùng em trai về đây nhờ anh em Hiệp Sĩ Bình Dương ghi hình. Gia đình mình có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ có. Em trai đồng ý không? Đồng ý. Rồi. Kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là cái câu chuyện hiện nay thì một cái câu chuyện mà em trai này và cùng với mẹ chồng chia sẻ là em gái này đã từng bỏ nhà đi đến 7 lần, nhưng mà tất cả là những câu chuyện ở khúc mắc trong cuộc sống hôn nhân. Có thể là nhiều khi là hai bên đều nóng không có xử lý được, và đôi khi là chửi qua chửi lại đó, nhiều khi bức xúc và bỏ nhà đi. Mới đây thì anh em phải xin Dương ghi hình và đăng tải một cái thông tin một anh trai ở miền Tây, vợ đi lần thứ 9 rồi, lần này lần thứ 10. Người ta quá tam ba bận thôi, nhưng mà quá tam đến 9 lần, và 9 lần này đa số đi theo người tình. Lần này lần thứ 10 chưa biết đi theo ai. Vì vậy cho nên hôm nay anh em Bình Dương tiếp tục ghi hình đăng tải cái thông tin này. Đây là cái câu chuyện giữa hai vợ chồng xích mích, xảy ra mâu thuẫn trong nhiều vấn đề trong cuộc sống hôn nhân. Vì vậy cho nên em gái hiện nay đã bỏ nhà đi đến lần thứ 7 rồi. Hy vọng là mong sao em gái xem được video này, em gái có thể là suy nghĩ lại để thương các con mình, để cùng quay về trở về sống với chồng mình. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em Hiệp Sĩ Bình Dương dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.